Thưởng thức
友、khách quý, các bạn thiếu niên nhi đồng thân mến, cha mẹ cho chúng em hiền hài, thầy cô cho chúng em tri thức để bay cao, bay xa và tương lai. Cho dù có đi đâu, về đâu, chúng em vẫn luôn mang trong lòng những tình cảm tha thiết, đầy kính trọng và yêu thương về thầy cô mà trường. Nối tiếp chương trình là bài hát Thương lắm thầy cô ơi, sáng tác Lê Minh Phúc, do các bạn đến từ tổ dân phố Đại Phú thể hiện. Thank you.
cuộc đời tăm tối bao năm nay bỗng bừng sáng bởi ánh sáng cách mạng. Ánh sáng của đảng ta đã sưởi ấm cho